Trước cả màn hình nhỏ của các bác, Vang Vọng đang sở hữu một chiếc đồng hồ độc lạ đẹp mắt. Phải nói rằng rất là có duyên, Vang Vọng mới sưu tầm về để có thể là giới thiệu cho các bác được. Và tất nhiên rồi, những chiếc đồng hồ độc lạ độc đáo đều được sản xuất với số lượng giới hạn, có thể gọi đây là bản limited các bác ạ. Và không dễ gì sưu tầm được. Quan trọng nhất nó phải zin nguyên bản và cái độ đẹp cực kỳ là cao các bác nha. Thì mới xứng đáng để các bác gọi là một chiếc đồng hồ độc lạ đẹp mắt được. Đây là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu FFR, không còn xa lạ với các bác đúng không ạ? Một thương hiệu nổi tiếng của đất nước Pháp. Với một mẫu thiết kế thùng vân nu đàn piano, những cái đường vân được thiết kế ghép đối xứng một cách quá là đẹp, phải nói là rất là điệu đà và quý phái đúng không các bác? Điểm quan trọng nhất chắc chắn là nhiều bác đã nhìn lại đúng không ạ? Đó là thiết kế của cái bộ mặt số. Tí nữa em sẽ đi vào trong để các bác xem kỹ hơn bộ mặt số. Về thiết kế ngoại hình thì chúng ta sẽ có một cái phần kính bông hoa hồng các bác nhé. Có thể gọi đây là một chiếc FR thùng vân nu bông hoa hồng cũng được, hoặc là một chiếc FR độc lạ với bộ mặt số kinh điển đấy. Một chiếc tay cầm các bác nhé, bằng kim loại, chúng ta sẽ có hai màu các bác ạ, một màu vàng, một màu đen, thì đã sẽ được thiết kế tương xứng với cái phần mặt số của chúng ta các bác nhé, số vàng nền đen. Đây sẽ là cái bộ mặt số mà em muốn giới thiệu các bác đây. Hầu hết là các bác tìm hiểu về thương hiệu đồng hồ FFR thì chúng ta sẽ có những cái phần mặt số nổi mạ chrome cũng có này, số trắng cũng các, số nổi vàng, nhưng mà hầu hết đều là số nổi vàng nhựa. Còn đây là một cái bộ mặt số nổi vàng kim loại các bác nhé, số nổi vàng kim loại cực kỳ là hiếm gặp. Cùng với đó là cái vẻ đẹp độc lạ của cái bộ mặt số nền đen các bác nhé, ít gặp đúng không các bác, cực kỳ là khó gặp được một cái phần là mặt số nền đen như này. Hầu hết chúng ta sẽ có mặt nền trắng bạc này, nền trắng này, nền xanh này, nền vàng chanh này, nhưng mà mặt đen đi với số vàng trong trung tâm là một phần là mặt số nền trắng bạc để làm nổi bật lên cái bộ logo thì cực kỳ là ít đúng không các bác. Quá mạn nhãn đúng không các bác. Tâm điểm của chúng ta đây, đó là cái thiết kế của cái bộ mặt số các bác nhé. Một cái bộ mặt số cái trong tình trạng em phải nhận xét là quá là hoàn hảo luôn các bác ạ. Quá là hoàn hảo luôn. Rồi, niềng vàng, số vàng, chúng ta sẽ đi với nắp vàng. Đó. Giấy tờ hướng dẫn còn đầy đủ đấy các bác nhé. Đồ có chút rách nhưng mà nó là hàng xưa, hàng thời gian thì rất là đáng quý đấy các bác ạ. Rồi, tay có zin còn nguyên các bác nhé. Trắng sáng nguyên màu thép này. Chiếc này sẽ là một chiếc 8 công 8 múa. Chúng ta sẽ còn nguyên cả khóa công, cần khóa chuông đầy đủ này. Những cái phần ốc trống các bác nhé. Các bác nhìn này, ốc trống nó còn nguyên màu trắng của thép luôn các bác ạ. Đó, chưa xuất hiện sự han gì. Cả cái phần khóa bên trong cũng thế các bác này. Và bên trên chúng ta còn nguyên cả một cái phần giấy niêm phong ở bên trên này các bác nhá. Có thể nhận xét rằng đây là một chiếc FR người chủ người ta bảo quản sử dụng một cách cực kỳ là tỉ mỉ, vì nó là hàng người ta đặt hàng vào các bác, một phiên bản giới hạn thì người dùng người ta cũng rất là cẩn trọng trong cái khâu sử dụng các bác ạ. Nhìn giúp em này, ba lỗ vành khuyên cót trên cái phần mặt số này gần như là không có cái vết xước xác, vết bẩn xuất hiện luôn. Quá là thích đúng các bác. Rồi, em bây giờ em sẽ đi thử qua cái tiếng chuông các bác nhá. Tiếng chuông sau đó em sẽ tháo bộ máy ra để các bác chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp của cái bộ máy. Phải nói là chiếc FR này có cái phần âm thanh tiếng chuông bản Westminster rất là tốt luôn. Còn bây giờ sẽ là cái bộ máy các bác nhá. Em sẽ tháo bộ máy ra để các bác chiêm ngưỡng cái bộ máy ở bên trong. Trước khi đi vào bộ máy các bác nhìn giúp em này. Đây là bộ gông các bác nhá. Các bác nhìn xem. Chúng ta sẽ có còn những thanh gông nó còn nguyên màu xanh đen của thép các bác nhá. Mỗi thanh gông chúng ta sẽ có một màu sắc khác nhau đấy các bác này. Tất nhiên rồi, đây là một chiếc FR sẽ chơi là 7 thép một đồng đúng không các bác. Chúng ta sẽ có một đồng bên điểm giờ các bác nhá. Nhiều bác này không tìm hiểu kỹ các bác sẽ bảo đây là thanh gông bị thay lại, không phải đâu các bác nhá, các bác phải tìm hiểu kỹ giúp em. Rồi, các bác nhìn này, bộ gông thẳng hàng tăm tắp, xanh đen từng màu luôn. Và đây sẽ là thiết kế của bộ máy. Đây là một cái bộ máy. Một cái bộ máy đặc trưng và điển hình của thương hiệu FR. Quá là đẹp luôn. Gần 70 năm rồi các bác ạ. Nhưng mà trong cái tình trạng quá xuất sắc đúng không ạ? Bộ máy ánh lên màu vàng tươi. Rồi, toàn bộ mọi chi tiết có trên chiếc đồng hồ này đều zin nguyên bản toàn bộ các bác nhá.
đều zin nguyên bản toàn bộ. Đây các bác nhìn giúp em này, từng chi tiết luôn. Ngựa chạy cực kỳ là giòn tai các bác nhá, cực kỳ là giòn tai. Chỉ những chiếc nào zin nguyên bản mới có cái tính ngựa giòn tai như thế này các bác ạ. Đây, mọi chi tiết các bác ạ. Đầu vồ đây các bác nhá, đây các bác nhá. Đấy, một cái phần đầu vồ rất là căng luôn, căng tiếng, bảo sao cái tiếng chuồng nó quá là tốt. Đấy, mặt số chân cài các bác nhìn này, người ta cài móc cài đằng sau này. Những cái phần mặt số này không phải là các bác cứ gỡ ra, các bác gắn sang chỗ khác cũng được được đâu nhá. Vì các bác gỡ ra cái gãy chân luôn, sản xuất một cách quá là chắc chắn các bác ạ. Chỉ cần gỡ ra thôi, gãy chân không sử dụng được. Thế nên đây là một cái bộ mặt số cực kỳ đắt giá của thương hiệu FG. Đi cùng với đó là một cái thiết kế ngoại hình độc đáo, một cái bộ mặt số độc đáo. Thì chắc chắn đây là một chiếc đồng hồ quá là độc lạ và quá là đẹp mắt rồi đúng không các bác? Rồi, cảm ơn các bác đã xem qua video giới thiệu một chiếc đồng hồ độc lạ tại Vang Vọng.